Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một video hướng dẫn trồng hình trên Photoshop của kỹ thuật Double Exposure. Thật ra kỹ thuật trồng hình này thì hoàn toàn các bạn có thể sử dụng trên máy ảnh, nhưng mà trên Photoshop thì có một phần mềm đó là Nicholson. Và trong phần Nicholson này có phần Analog Effect Pro, nó cũng có phần Double Exposure giúp cho các bạn có thể trồng hình được trên Photoshop. Và mình cũng khuyến khích là anh em là lên trồng hình trên máy ảnh nhé. Từ khi trồng hình trên máy ảnh thì mình sẽ chủ động hơn. Còn trồng hình trên Photoshop thì trong trường hợp bất khả kháng, nhiều khi thì có những cái trường hợp của cô dâu chú rể yêu cầu là trồng hình. Hai nữa là đôi khi các bạn làm một số ảnh bìa hay một số ảnh poster thì các bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật trồng hình này. Thì đây là một cái kỹ thuật khá đơn giản và rất là hay ở trên Photoshop. Thì ở đây mình có một số hình ảnh như sau. Ở đây thì mình sẽ không lấy cùng tên dâu rể nhé. Các bạn lưu ý là các bạn có thể tự tìm những cái cặp đôi mà tốt nhất là nó phải cùng dâu rể mới trồng hình nhé. Còn ở đây mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật trồng hình thôi. Nên ở đây mình đang sử dụng trên hai cặp đôi khác nhau. Thì ở đây cái tấm hình này mình để đồng bộ màu sắc thì mình đã chuyển nó thành đen trắng. Và đây mình đã trồng hình, đây mình đang trồng chính hai tấm hình này vào nhau. Một là tấm hình đứng, và các bạn lưu ý là với tấm hình đứng này thì mình sẽ cần có một khoảng trống đủ lớn, khoảng trống đủ lớn để khi mình trồng hình vào thì mình sẽ có cái khoảng trống để mình trồng hình. Đây thì mình sẽ trồng cái hình này vào, mình sẽ trồng cái hình cặp đôi hôn nhau này vào đây, và nó sẽ có một khoảng trống đủ lớn để khi mình trồng hình vào thì sẽ là phù hợp. Và với kỹ thuật trồng hình này thật ra là nhiều bạn thì tưởng là để multi ở trên Photoshop hay là các bạn sử dụng rất là nhiều kỹ thuật khác, thì ở đây mình chỉ cần sử dụng một cái kỹ thuật rất là đơn giản thôi. Còn đôi khi mình sử dụng multi thì cái hai hình ảnh nó không hòa nhập vào nhau. Thay vì đó mình sử dụng thêm một cái kỹ thuật nữa, một cái mẹo từ chính cái plugin là Nicholson. Và bây giờ mình sẽ vào bắt đầu luôn để các bạn có thể theo dõi. Thì đây mình sẽ tắt hết ba hình này đi. Thì bước đầu tiên mình sẽ cần phải đưa hai tấm hình vào trong Photoshop. Và ở đây thì mình sẽ làm giống như một cái ảnh bìa, giống một ảnh bìa của quyển album. Bước đầu tiên thì mình sẽ chỉnh màu trước. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một số màu vintage. Ở đây có một số màu Vicky 12 và 13. Thì đây là hai cái tông màu đen trắng mà mình hay sử dụng với màu vintage. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu chỉnh sửa. Và mình sẽ sửa trên từng file một. Với file thứ nhất thì mình sẽ giảm chút highlight đây này, tăng white này một chút, cộng một chút contrast, exposure. Và cái cách trồng hình này hoàn toàn các bạn sử dụng để các bạn có thể làm một số bộ tô phim, hoặc là các bạn có thể làm ảnh bìa cho album, rồi rất nhiều hình ảnh truyền thông đăng Facebook cũng là một cái cách làm. Rồi tạm thời thì mình sẽ để hai đen trắng như thế này. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu ra Photoshop. Thì trước tiên thì mình cần crop lại. Thì cái phần crop thì tùy các bạn nhé. Thật ra phần crop này thì sẽ không mặc định, thì các bạn để size, ví dụ như là cứ album đứng thì size bao nhiêu thì các bạn sẽ crop lại. Còn ở đây mình sẽ crop theo hình gốc, chủ yếu là mình sẽ zoom lại hình ảnh một chút để cho nó crop lại hình, cho nó đầy đặn hơn, nó không bị quá trống. Rồi sau đó thì mình sẽ lưu cái hình ảnh này lại, mình sẽ chuyển nó là JPG. Tạm thời mình sẽ lưu desktop và mình sẽ đặt tên là 1. Rồi sau đó thì ở đây các bạn sẽ sử dụng như sau. Các bạn sẽ vào filter, các bạn sẽ chọn vào mình sẽ chuyển cái này, nó đang ở gray nhé, chuyển vào RGB trước. Thì RGB khi các bạn làm đen trắng thì mặc định ra Photoshop từ đôi do sẽ chuyển vào gray nhé. Thì khi đó các bạn vào image, các bạn vào mode và các bạn chọn vào RGB. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chọn vào Nicholson và các bạn sẽ chọn vào Analog Effect Pro 2 nhé. Thì đây là một cái plugin của Photoshop. Và các bạn sẽ đợi một chút vì sử dụng cái phần mềm này nó sẽ khá lặng. Rồi tiếp theo thì ở đây mình sẽ sử dụng ở phần camera, sau đó thì mình sẽ ấn vào mũi tên này. Ở trong phần này thì có rất nhiều ứng khác nhau, coi cả những hiệu ứng xếp hình, sắp xếp hình này. Đấy, sắp xếp hình này thì đây cũng là một cái sắp xếp hình khá là hay, và các bạn có thể lựa chọn được hình ảnh để phóng to thu nhỏ. Thì đôi khi các bạn làm ảnh truyền thông thì các bạn có thể vào đây nhé, thì cái này mình sẽ bỏ qua. Mình sẽ vào phần Double Exposure nhé, Double Exposure đây, thì các bạn ấn vào đây. Thì mặc định ban đầu khi mà cái tùy chọn của cái Double Exposure, khi các bạn ấn vào thì mặc định tùy chọn ban đầu nó trồng chính nó lên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trồng chính nó lên. Và đây thì mình sẽ chọn vào cái hình mà muốn trồng, thì mình sẽ chọn hình số 1 và là chính là cái hình vừa mới lưu. Sau đó mình sẽ Open. Rồi, thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Sau khi các bạn trồng hai hình vào nhau thì các bạn sẽ thấy này, tự nó hòa nhập vào nhau, và điểm sáng và điểm tối nó sẽ những cái điểm sáng của tấm hình trên ấy, và điểm tối nó sẽ được hòa nhập vào nhau, nhìn nó rất là thật. Và các bạn sẽ phóng to lên,
phóng to với hình này mình sẽ phóng to, mình sẽ để chủ yếu là hai mặt hôn nhau. Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này, ở trên này nó sẽ có phần áp lực này, cái mức độ của mức độ gọi là cái opacity của cái phần hình chồng lên, mình để nhiều hay để ít thì các bạn sẽ tăng tùy theo từng thứ mình, để các bạn tăng cái này nhá, các bạn sẽ tăng lên. Khi tăng lên các bạn thấy là nó tự hòa nhập vào nhau, những cái điểm sáng điểm tối nó tự hòa quyện vào nhau, nó giống như các bạn để giống giống một chút các bạn để beauty, hay là các bạn phải làm trên Photoshop thì có rất nhiều, các bạn sẽ mất rất nhiều bước để các bạn thể làm ra được cái hiệu ứng chồng hình nó đẹp mắt. Thì thay vì đó các bạn sử dụng cái Double Exposure này trên phần Analog Effect Pro 2 thì rất là nhanh để các bạn có thể tạo ra hiệu ứng chồng hình. Và từ hiệu ứng chồng hình này sau này thì các bạn có thể tạo ra rất là nhiều ứng tạo phủ Hàn Quốc, hay tạo ra những ánh sáng halo sáng. Thì cái này mình sẽ chia sẻ sau, nhưng ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái chồng hình trước. Đấy, thì các bạn sẽ phóng to hình ảnh, để các bạn sẽ chồng, các bạn sẽ di chuyển này. Các bạn sẽ di chuyển làm sao để hình ảnh nó phù hợp, hai hình ảnh nó phù hợp với nhau. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn cái mẹo để các bạn chồng hình thôi. Còn tất nhiên ở đây mình đã sử dụng những hai hình khác nhau nên nó sẽ vẫn có những cái điểm không khớp với nhau được. Nhưng mà với ảnh này thì cũng khá là ok, một cái ảnh hôn và có một cái khoảng trống hình ảnh bên dưới này. Hình thứ nhất bên dưới nó có một cái khoảng trống đủ lớn để khi các bạn chồng hình vào và các bạn chọn ra cái khuôn mặt vào đây thì nó sẽ khá là phù hợp. Và cái bên trên là chỉnh exposure là độ sáng tối, thì ở đây mình sẽ cho nó hơi tối một chút để nó lộ được cái khuôn mặt của cái cặp đôi đang hôn nhau này ra rõ ràng hơn. Còn cái bên này trên này là opacity thì mình sẽ tăng làm sao để nó hài hòa, không quá cao không quá thấp, exposure balance. Yeah. Và như vậy là mình đã xong phần chồng hình, và bây giờ sang Photoshop thì mình sẽ sử dụng mặt nạ layer mask để mình lấy lại một số chi tiết của cái tấm hình bên dưới. Và tiếp theo thì hoàn toàn các bạn có thể chèn Tibo, hay là các bạn có thể thiết kế giống như một cái photofill. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ tạo ra lớp layer mask, và các bạn sẽ tạo layer mask và các bạn sẽ bỏ những cái phần nào trong hình, như muốn lấy lại cặp đôi bên dưới thì mình sẽ bỏ những phần này. Đấy, mình để khoảng 20% opacity ở ngoài brush nhé, 20% opacity, và mình sẽ tô màu đen vào đây. Đấy, như vậy là mình đã tạo ra một cái lớp trồng hình khá là đẹp. Thì ở đây mình sẽ đổi này, mình tô cho nó lên được chi tiết lại. Mình đã được cái hình trồng lên rất là đẹp và cũng rất là nhanh, đúng không? Cái hay của cái phần này nó rất là nhanh. Và bây giờ hoàn toàn các bạn có thể chèn Tibo, các bạn đánh chữ vào thì các bạn có thể có một cái ảnh bìa, một cái photofill rồi. Thì ở đây mình sẽ chèn một cái Tibo vào. Mình sẽ chèn một Tibo bất kỳ này. Ở đây thì mình sẽ cho tiếng Anh đi, và mình sẽ cho ở cái khoảng trống dưới này. Trên này thì mình có thể đặt tên một studio chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ cho một câu chữ về tiếng Anh. Đà Lạt, nhắn gửi Thính Xuân. Thì thật ra cái này Tibo này vào đây thì nó sẽ không hợp lắm. Thôi được, mình sẽ lấy một cái tiếng Anh, tạm thời mình sẽ lấy một cái Tibo tiếng Anh nhá. Thì ví dụ như Tibo này, mình sẽ copy cái này, ghép ra. Đấy, đây thì cái Tibo này cũng khá là phù hợp, mình sẽ để lên luôn. Sau đó mình đổi màu cho nó, mình sẽ đổi màu nó thành màu trắng. Và hình này nếu mà chuẩn hơn nữa thì hình này sau đấy các bạn có thể crop lại, đẩy cô dâu chú rể này, đẩy cái ảnh chính này, cô dâu rể này xuống dưới một tí nữa sẽ đẹp hơn. Rồi, tạm thời mình đang chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật để các bạn làm ảnh chụp hình thôi. Rồi, và hoàn toàn thì các bạn có thể là đánh cho cái tên studio lên trên này. Ví dụ đây mình sẽ đánh Dino đi. Định. Và anh thêm cái photobook. Rồi, sau đó thì mình có thể tạo ra một số hiệu ứng này, mình nhân nó lên. Và đây mình sẽ tạo ra một cái landmark, tạo ra một lớp layer trống, tạo cho nó một cái viền. Cái viền khung một số mẫu bìa thì mình hay tạo thêm cái viền như thế này. Thì ở đây mình sẽ ấn an e này, stroke, an e stroke, thì bạn ấn an e thì nó sẽ vào edit, và các bạn sẽ chọn vào stroke,
và đây là cái phần viền. Thì tùy cái mức độ dày cái phần viền này, tùy các bạn có thể để 5 này. Đấy. Đấy, các bạn có thể để 10 này. Đấy, sau đó các bạn giảm một chút opacity đi. Đấy, thì đây là cái cách làm một cái motor rất là nhanh và rất là hiệu quả đúng không ạ? Và các bạn có thể xem này, thật ra cái mẫu motor fin này ấy, thì bản thân mình là trước đây thì mình sử dụng để kết hợp làm một số kỹ năng về hậu kỳ thôi. Thì sau đó thì mình muốn trồng hình thì mình thấy trong bạn này có phần đáp ấy, có bao giờ muốn trồng hình thì cái ý tưởng để trồng hình ở đâu ấy, thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn lấy được ý tưởng. Thì hoàn toàn các bạn sẽ lên Google này, các bạn sẽ ghi là motor fin. Và các bạn có thể ghi là Việt Nam đi, motor fin Việt Nam. Các bạn ấn vào hình ảnh. Ví dụ ở đây có một số như là tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mắt biếc. Thì đây cũng là một số motor fin khá là hay để các bạn có thể lấy được ý tưởng. Các bạn có thể đánh được Tibo hoặc lấy ý tưởng. Ở Việt Nam thì hiện tại có rất là nhiều MV, rất nhiều bộ phim mới ra mắt, thì cái phần poster rất là đẹp. Thì các bạn hoàn toàn có thể vào đây để các bạn lấy ý tưởng. Đấy. Thì đây chính là cái phần giúp các bạn lấy ý tưởng để làm được cái bìa Facebook nó đẹp hơn. Thì ở đây mình sẽ đây là một cái dạng hiệu ứng trồng hình. Và cái poster này từ 2016 thì đến bây giờ nó cũng vẫn rất là đẹp đúng không ạ? Các bạn có thể hoàn toàn xem cái poster phim này. Và từ cái poster này khi bạn ấn vào thì nó ra rất nhiều hình liên quan. Thì đây là cái lơi để giúp các bạn lấy ý tưởng. Các bạn lấy ý tưởng để các bạn làm nhé. Đây, các bạn sẽ kéo này, các bạn sẽ kéo đây. Có một số hiệu ứng trồng hình đấy. Trồng hình này vào thì các bạn cứ làm đây. Các bạn cứ vào đây và các bạn xem nó. Có rất là nhiều phong cách khác nhau để các bạn có thể bắt chước được về cái phần poster phim này. Còn đa số các bạn chụp thì các bạn sẽ chụp một bộ ảnh giống nhau rồi, thì hoàn toàn các bạn sẽ để màu. Còn đây là hai tấm hình nó khác màu nhau, để nhanh nhất thì mình chuyển đến đen trắng, và thật ra cái đen trắng này cũng khá là đẹp. Rồi, như vậy là đã xong cái phần chia sẻ về video làm cách làm video trồng hình, là kỹ thuật làm kỹ thuật trồng hình trong Photoshop với phần Double Exposure. Ngoài ra thì sắp tới thì TG sẽ phát triển thêm một số video khác để chia sẻ cho đặc biệt là những các bạn đang làm chuyên sâu về hình cưới. Nên những bạn nào xem video này, nếu các bạn cảm thấy là mình muốn học về một kỹ thuật nào đó thì các bạn có thể comment xuống dưới video chủ đề, sẽ làm chủ đề liên quan đến cái mong muốn của các bạn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video hữu ích hơn nữa. Thì Tizino rồi, xin chào tất cả các bạn.